Các bạn thân mến, có lẽ ông Amabot không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng những dòng loa Bose do ông tạo ra rồi hãng Bose do ông sáng lập lại có thể giành được sự thành công và tạo nên một cái chỗ đứng vững chắc và tạo nên ánh hào quang rực rỡ trên toàn cầu đến vậy. Và đến tận hôm nay thì các bạn thấy những dòng loa Bose tiếp tục được nghiên cứu, được phát triển trên cơ sở thành công của những cái dòng loa mà Bose đã tạo ra ở nền tảng ban đầu. Các bạn thấy trên thị trường hiện nay có rất nhiều những dòng loa Bose dùng để nghe nhạc, dùng để hát karaoke, rồi những dòng sân khấu biểu diễn sự kiện, rồi những dòng loa dùng để hội họp phát biểu trong hội trường, vân vân và vân vân, khá đa dạng và phong phú, nhưng tất cả đều xuất phát từ nền tảng ban đầu do Bose tạo ra, tức là ông Amabot là người sáng lập đầu tiên. Và các bạn thấy ở thị trường Việt Nam chúng ta thì chúng ta đều yêu thích những dòng loa dùng để nghe nhạc chuyên nghiệp và những dòng loa có thể dùng để nghe và hát trong gia đình. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp thị đến các bạn rất nhiều những dòng loa mỗi khi chúng ta chỉ cần nghe, ngắm, nhìn, sờ, mân mê là chúng ta đủ cảm thấy đó là một niềm tự hào. Vậy cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng dõi theo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Hai số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Các bạn có nhu cầu về sửa chữa hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Và hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Có lẽ chúng ta đã tốn quá nhiều giấy mực, tốn quá nhiều dung lượng video clip để nói về những dòng loa Bose rồi, đặc biệt là những dòng loa Bose 601 Series 3 kiểu như thế này. Mỗi khi ngắm nhìn thì chúng ta sẽ cảm thấy một cái cảm xúc rất là lãng mạn, kiểu như là đưa người ta không đưa qua sông mà sao có sóng ở trong lòng, bóng chiều không thắm, không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Đó là cái cảm xúc mà khi chúng ta được nghe, được chiếm hữu, được sở hữu. Và mỗi khi được sở hữu hay chúng ta biến những cái sản phẩm như thế này trở thành một món quà biếu tặng thì các bạn sẽ cảm thấy đó là một cái niềm rất là hãnh diện. Các bạn thân mến, có nhiều anh em đã sở hữu những dòng loa Bose 601 Series 3 như thế này rồi, và có lẽ thì chúng tôi cũng đã có khá nhiều những cái bản test trên rất nhiều các phương tiện, ví dụ như là chúng ta có thể đưa lên YouTube, đưa lên Facebook hay là trên TikTok. Nhưng các bạn thấy là những cái sản phẩm ở bất cứ một cái phân khúc nào mà khi tôi test ấy, thì các bạn đều cảm thấy cái dư âm của nó, cái âm thanh của nó vẫn đang vang vọng trong lòng các bạn ấy. Và mỗi khi các bạn nhắm mắt lại và chúng ta ngồi trước một cái cặp loa Bose, chúng ta lim dim và chúng ta hưởng thụ những cái cảm giác âm thanh nó dội vào tai, đó là một cái sự khoan khoái vô cùng. Các bạn thân mến, những cặp loa Bose 601 Series 3 như thế này thì các bạn có thể ghép bằng âm ly Denon 890D, 890DG hay những dòng âm ly của Jaguar vân vân, để mà các bạn có thể sử dụng cả những con đẩy crowd kiểu như cái dòng XTI 2000 mà tôi đã tiếp thị và tôi đã test rất nhiều để các bạn nghe thử. Thế thì dòng loa này thì các bạn biết rồi, với cái cấu trúc một là nó sử dụng tới hai bát, ở phía dưới là một bát đánh ngang, đấy, một bát đánh ngang và một bát check ở phía trên. Và cấu trúc của nó thì các bạn nhìn thấy nó có tới 4 con loa mid-jack. Đây này, các bạn nhìn thấy 4 con loa mid-jack. Là một cặp ấy là nó hướng về phía trước và một cặp hướng về phía sau, tức là nó tạo cho cái âm thanh vừa có cái chiều mở rộng ở phía trước và nó bó cái sân khấu ở phía sau. Các bạn sẽ cảm thấy là cái chiều sâu sân khấu được tái hiện rất là rõ ràng. Và cái dòng này thì tiếng nó trong lắm, tiếng nó là trong vắt. Có thể nói rằng ở những cái phân khúc mà vừa nghe vừa hát thì 601 Series 3 chính là cái dòng cao cấp nhất. Thế thì có nhiều anh em khi đi mua mới hỏi tôi là có những cái cặp loa em mua thì còn thấy nó có cả cái bọc tử. Đấy, thế các bạn nhìn vào đây tôi nói luôn để các bạn rõ, để các bạn không phải băn khoăn. Ở đây thì tôi có 3 cặp thì các bạn nhìn thấy này, đây là những cặp này còn nguyên cả cái bọc từ. Bọc từ này là gì? Bản chất nó chỉ là một cái miếng nhựa thôi để nó bọc cái nam châm ở phía trong. Đấy, đây là chỉ là cái miếng nhựa thôi. Theo thời gian nó có thể nó giòn và nó rơi rụng mất, nhưng nó tuyệt đối không ảnh hưởng đến chất âm. Đây, như cặp bên này là không còn cái bọc từ đó. Đấy, các bạn thấy rất là rõ bởi vì theo thời gian nó rơi, nó rụng rồi. Những cặp này thì còn nguyên này, đấy, còn nguyên cả bọc từ. Tức là tôi có 2 cặp là còn nguyên cả cái bọc từ. Đấy, nó chỉ là cái miếng nhựa bên ngoài thôi. Thì những cái này nó không phải là cái sản phẩm tạo nên cái chất âm, mà nó chỉ là cái sản phẩm tạo nên cái sự hoàn thiện và tạo nên cái vẻ đẹp thôi, và nó bảo vệ chúng ta khỏi tác động vào cái nam châm của cặp loa thôi. Chính vì vậy mà các bạn sẽ thấy nó không ảnh hưởng đến chất âm một chút nào cả. Cho nên bạn nào mua ở đâu đó mà thấy nó không còn cái bọc từ thì cũng không ảnh hưởng đến chất âm các bạn nhé. Và những cặp loa này thì các bạn hỏi tôi là giá bao nhiêu thì tôi luôn luôn bán cho các bạn giá rất ổn định, giá chỉ 45 triệu đồng. Hiện nay rất nhiều shop anh em bán với giá 47, 48 triệu đồng. Những cặp loa hoàn mỹ như thế này tôi bán cho các bạn giá chỉ 45 triệu đồng. Và các bạn thấy là những cái dòng loa này, nhưng nếu như màu đen thì giá 40 triệu đồng. Tôi có cả những cặp như này, màu đen, giá 40 triệu đồng. Ở đây thì các bạn nhìn thấy một trong những đối tác có thể gọi là
chàng vương quen mặt ra chào, hai kiểu e lệ nép vào dưới hoa. Đấy, đó là cách mà tôi nói về cái sự hoàn mỹ. Các bạn nhìn thấy ở đây đó là hai châm ly đề nông 890DG tích hợp giải mã DAC. Chiếc ở phía trên dùng thuần nguồn điện 100V của Nhật, tức là chỉ dành riêng cho thị trường nội địa của Nhật. Chiếc ở phía dưới thì các bạn có thể chuyển về 220, có thể đánh ở hoặc là đánh 100, tức là nó có đa cầu điện, đánh vừa 220 cũng được và chuyển về 100 ở cái công tắc bật sau lưng cũng được. Và hai chiếc này thì tôi bán như nhau. Chiếc ở phía trên thì nhiều anh em bán giá 21, 22 triệu đồng, bởi vì đánh vào cái tâm lý khách hàng là dành cho những cái sản phẩm dành cho thị trường nội địa của Nhật mà. Cho nên là nhiều khi người ta bán nâng lên, nhưng tôi vẫn để cho các bạn giá chỉ 20 triệu đồng. Tất cả những chiếc này đều đồng giá 20 triệu đồng và là đối tác xuất sắc của những dòng loa Bose như thế này, kể cả Bose 601, 301, 501, 701, hai lỗ thông hơi, vân vân và vân vân. Các bạn thân mến, hãy ghép thêm một chiếc vang nữa, đó là vang số ví dụ như kiểu DB 500P mà tôi đang bán giá 3 triệu 500 ngàn đồng, hay vang số CAVS MX7 với mức giá cũng chỉ 3 triệu 500 ngàn đồng. Các bạn hãy vào YouTube gõ chữ Cương Audio Bose 601, các bạn sẽ thấy những bản test mà tôi sử dụng những cái âm ly đề nông này, kể cả 890D, 2000, 2000, 25 mã, 35 mã, hay là những cái dòng Jaguar để tôi đánh kết hợp với vang số, thì các bạn sẽ thấy chất âm nó vô cùng hoàn mỹ. Hướng sang bên này, các bạn nhìn thấy, các bạn không nhìn lầm đâu, đây là một trong những dòng loa mà tôi nghĩ rằng nó vừa túi, vừa tiền, vừa tai và chắc chắn là sẽ đáp ứng được cái sở thích nghe nhạc vàng của rất nhiều người. Đây là cặp loa JBL 80T. Ở bên cạnh này này, các bạn thấy này, đây là những cặp 100T này thì giá rất là cao, 31, 32 triệu đồng. Nhưng đối với cặp này đó là cặp 80T, hiện nay thì trên thị trường anh em đang bán với mức giá khoảng 17 triệu 500 ngàn đồng. Tôi để cho các bạn giá chỉ 16 triệu 500 ngàn đồng, giá trên không mặc cả, không trả giá, không gồm cơ vận chuyển. Các bạn thân mến, nói về dòng JB thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải tốn giấy mực, tốn nhiều lời và tốn nhiều hơi để nói nữa. Bởi vì đặc trưng của JB ở bất cứ một cái phân khúc nào, ở bất cứ một cái sản phẩm nào thì nó đều cho cái tiếng bát vô cùng mềm, trầm, sâu, tròn, êm ái. Đó là đặc trưng tiếng bát của dòng JB. Và thứ nữa, các bạn nhìn thấy cặp loa này nó sử dụng một con chép titan giúp cho cái giải cao trở nên nảy tí tách và réo rát hơn. Các bạn sẽ thấy những cái tiếng leng giang cực kỳ sang trọng, và trung âm của nó ở loa mid phát ra sẽ lồng lộng như gió núi vậy. Cặp loa này sử dụng một bát 25 gân mút. Cấu trúc của dòng này là dòng giúp cho các bạn có thể chơi đa năng, lỗ thông hơi ở phía sau. Cặp loa này có giá 16 triệu 500 ngàn đồng, các bạn có thể đánh vào hầu như các dòng âm ly, kể cả các dòng Sansui, Pioneer hay những cái dòng Luman cổ kiểu 58A, 68A, 80, 80V, vân vân, 85V hay là 309. Hay các bạn có thể ghép thêm vào, ví dụ như các bạn đang có những cái dòng loa khác, một cấu hình khác mà các bạn có thể mua thêm một cái cặp loa này để ghép vào, để tăng cường và thay đổi cái sự trải nghiệm. Một cặp duy nhất đó là JBL 80T, giá chỉ 16 triệu 500 ngàn đồng, siêu ngon, siêu bổ và siêu rẻ. Và chắc chắn rồi, mỗi khi mà buổi tối chúng ta làm một ly trà hay một ấm trà hay là một ly rượu vang, ngồi nhâm nhi và nghe một cái đĩa CD trên một cặp loa mà chúng ta thấy chúng ta cảm thấy là, một là nó vừa với cái mức tiền đầu tư của mình, hai nữa là nó hợp gu, một là ta có thể thỉnh thoảng nghe DJ non top, thứ hai nữa là có thể chơi nhạc vàng réo rắt tí tách nồng nàn, hoặc có thể chơi nhạc YouTube với những cái âm thanh mà khá phổ biến hiện nay, kể cả các dòng nhạc TikTok mà các bạn đang thấy. Thế các bạn có thể tìm đến chúng tôi để có thể mua sắm những sản phẩm vừa túi vừa tai vừa ý. Có rất nhiều những dòng loa nữa. Cụ thể hơn thì các bạn thấy đó là những dòng Bose 301 series 4 màu vàng đỏ, đấy, màu gỗ đấy. Rồi Bose 4.2 series 2, 301 series 3 màu vàng màu đen, Bose 601 Series 2, 601 trơn, hay những dòng 301, xin lỗi các bạn, là 601 Series 3 màu đen, 501 Series 4, 501 Series 3, vân vân và vân vân. Các bạn thấy là những cái dòng loa Bose, kể cả ở bên này các bạn nhìn thấy đó là Bose 701 hai lỗ thông hơi, vân vân. Thì đây là dòng loa có tiếng bass mạnh mẽ nhất, uy lực nhất, trầm ấm nhất, sâu lắng nhất của dòng loa Bose, đó là 701 hai lỗ thông hơi. Chơi những dòng loa Bose 701 hai lỗ thông hơi mà các bạn ghép đúng, ghép chuẩn, tiếng bass của nó như là có loa siêu trầm, rất là dữ dội. Và nhiều bạn thì đã ghép thêm cả một cái cặp loa tăng lời nữa để cho cái tiếng của nó trở nên, tức là cái tiếng mid ấy, nó rõ nét hơn, nó sắc nét hơn, và khi chúng ta hát thì chúng ta cảm thấy tuyệt vời hơn và phấn khích hơn. Nhân tiện đang nói về những dòng loa Bose thì các bạn thấy hiện nay loa Bose hướng vào hai cái gu, một là dùng có thể nghe nhạc chuyên nghiệp với âm thanh bóc tách và chi tiết, nhưng lại có thể hát karaoke mà không sợ hư loa. Và nắm bắt được cái xu hướng đó thì các bạn thấy có rất nhiều các hãng âm thanh hiện nay trên thị trường cũng tập trung vào những cái dòng loa có thể, một là nghe nhạc chuyên nghiệp và thứ hai là có thể hát karaoke. Các bạn cần phân biệt được những dòng loa full để chuyên hát karaoke và những dòng loa có thể nghe nhạc và hát karaoke. Chúng ta có thể quan sát cái hình thức bên ngoài là dễ dàng nhận ra điều đó, và thứ hai nữa là ở cái thông số, và đặc biệt là khi các bạn ghép, các bạn nghe thử
thử các bạn sẽ nhận ra cái điều đó. Thì chương trình hôm nay các bạn cũng đang nhìn thấy trước mắt đó là những cặp loa mà do hãng DB Acoustic đem về thị trường Việt Nam. Thì cách đây ít lâu tôi đã có một vài bộ và cũng bán hết, và ngày hôm nay thì đặt hàng mãi, và cuối cùng thì hãng cũng đã đưa về cửa hàng của tôi một vài cái mẫu như thế để các bạn có thể tiếp tục nghiên cứu lựa chọn. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn vào, đây là những cặp loa đã có cái sự tinh chỉnh rất là cụ thể, chi tiết của hãng. Những cặp loa này có trở kháng chỉ 4 ohm thôi, các bạn nhớ nhé. Nếu như những dòng loa mà có trở kháng 8 ohm hay 6 ohm hay 6,3 ohm thì các bạn thấy ý nghĩa của nó là thường thường những dòng loa phổ biến sẽ là 8 ohm, nhưng có những dòng loa người ta đã thay đổi một chút, người ta tinh chỉnh ở bên trong một chút và trở kháng có thể xuống đến 6 ohm, 6,3 ohm, kiểu như cái dòng Pioneer 180A đấy, hay ở những cái dòng này là DB Acoustic này, các bạn thấy trở kháng của nó sẽ là 6 ohm. Ý của nhà sản xuất muốn nói là dòng loa này đã có sự cải thiện một chút về mặt chất âm. Thì các bạn nhìn thấy ở đây, ở bên tay trái đó là thùng của nó, cụ thể hơn đó là model LXSH82. Các bạn cứ gọi cặp loa cây này là cặp loa SH82 của DB Acoustic. Cách thiết kế thì vô cùng tỉ mỉ và sang trọng, và có lẽ thì tôi đã có nhiều video clip và tôi đã test rồi, và ngay lập tức được anh em đón mua, và anh em đặt hàng một thời gian dài do không có hàng nên tôi không nhận, và ngày hôm nay thì cặp loa này đã về và tôi sẽ tiếp thị đến các bạn. Các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc chuyên nghiệp và có thể dùng để xem phim, dùng để hát karaoke. Cách thiết kế thì các bạn thấy rất là sang trọng tỉ mỉ. Ở đây thì cặp SH82 này các bạn nhìn thấy đó là một cái cặp loa cây, ở dưới là đế và toàn bộ thân của nó là màu và hạt rẻ, vân gỗ màu hạt rẻ. Các bạn nhìn thấy cấu trúc với hai bát 20. Cái cách thiết kế nhồi nhiều loa bát vào một thùng thì tôi đã nói rồi, đó là cách thiết kế khá là hiện đại, giống như trên cả những cái dòng loa Bose 901 CD3, 901 CD6 hay những dòng loa high end bây giờ đấy. Hai chiếc loa bát có đường kính 20 cm, tức là tương đương với những cái cặp loa bát của dòng loa Bose, và phía trên là một mid chép kèn. Đấy, mid chép kèn để có cái tác dụng dội âm thanh vang đi rất là xa. Cách thiết kế thì nó sang trọng tỉ mỉ, một là cái logo của DB Acoustic nằm ở giữa tạo nên cái sự nổi bật, và các bạn nhìn thấy cái họa tiết đục lỗ ấy, tạo nên một đó là cái sự bề thế, và theo tôi thì nó tạo ra một cái vẻ đẹp đẹp rất là hoàn mỹ, chỉ cần nhìn thôi là chúng ta rất là mê đắm rồi. Tất cả các thông số về trở kháng cũng như công suất đều được nhà sản xuất ghi rất là rõ. Các bạn có thể sử dụng một cặp loa này để dùng nghe nhạc chuyên nghiệp và hát karaoke, và cặp loa này thì có giá niêm yết của nhà sản xuất là 21 triệu đồng nguyên cặp loa cây này đấy. Nhưng các bạn đến với tôi sẽ có mức giá tốt hơn nữa. Tôi nhắc lại là các bạn đến với tôi sẽ có mức giá tốt hơn nữa. Còn giá niêm yết là 21 triệu đồng. Đó là cặp loa cây của DB Acoustic Model SH82. Hướng sang bên này thì các bạn nhìn thấy đây là một đối thủ cạnh tranh đánh vào các dòng loa Bose nằm, kiểu như Bose 301, CD3, 301, CD2, 301, CD4. Thì các bạn nhìn thấy cách thiết kế nó đẹp hơn rất là nhiều. Công suất mặc định từ 120W đến 480W, còn cặp này được công suất lớn gấp đôi. Đấy. Nhưng đối với cặp này là một cặp dạng bookshelf, nhưng nó là một cái dòng loa nằm, các bạn để nằm cũng được, để đứng cũng được, đều nó tôn lên cái vẻ đẹp. Ở dưới là một bát 20 và ở phía trên là một mid chép, và có tất cả các họa tiết của những cái chi tiết ở bên ngoài để bao bọc bảo vệ, tránh những cái dị vật có thể tác động vào phía trong. Các bạn thân mến, cặp loa này thì có mức giá 8 triệu 500 ngàn đồng công khai nguyên thùng, và giá trên thì các bạn cũng vui lòng không mặc cả, không trả giá nữa. Cặp loa tôi bán mức giá có thể là gạn đục khơi trong gạn hết cỡ rồi. Các bạn có thể mua luôn cả hai cặp này và sử dụng một con đẩy 4 kênh. Đấy, kết hợp một con vang số là các bạn có thể hát karaoke và nghe nhạc, hoặc là các bạn có thể sử dụng các dòng âm ly Jaguar đánh cũng được. Các bạn có thể mua rời từng cặp một. Cặp này thì có mức giá là 8 triệu 500 ngàn đồng. Rất là gọn gàng, âm thanh mạnh mẽ lắm. Ở bên này thì các bạn thấy cặp SH82 thì có giá 21 triệu đồng theo công bố của nhà sản xuất, và chúng tôi sẽ giảm giá tiếp nếu như các bạn đến với chúng tôi. Các bạn thân mến, ở phía trên thì có nhiều anh em hiện nay đang sử dụng những cái dòng vang số trong gia đình mà chúng ta lại không có cái đường giải mã. Thông thường những dòng vang tôi bán như kiểu cái dòng DB500P hay những dòng CAVS MX7 thì nó đều có cái tính năng giải mã rồi. Nhưng đối với nhiều anh em chơi những dòng vang số mà các bạn thấy thường vang số do anh em người ta bán, người ta cài đặt mặc định, các bạn nghe nhiều bản nhạc các bạn thấy thiếu bát, thiếu chép hay thiếu mid, thì các bạn hãy sử dụng ngay một đó là bộ nâng tiếng kiêm giải mã của DB Acoustic Model ở đây, đó chính là DAC8 của DB Acoustic. Thế thì tôi nói này, có nhiều bạn đang dùng vang số trong gia đình, đặc biệt là những dòng vang số cao cấp ấy, thì các bạn lại khó chỉnh được bát chép theo ý mình, mà thường thường người ta cài đặt nào các bạn cứ để như vậy thôi, và nhiều khi nghe thấy nó cứ cùn cùn tối tối và nó thiếu nhạc, thiếu bát, thiếu chép, và giọng hát của ta nhiều khi nó ảo và nó không được rõ nét. Thế thì các bạn có thể cải thiện bát chép bằng cách, một là mua bộ này, thì các bạn sẽ thấy là nó có bộ phận giải mã phía trong này, đây này, đấy. Các bạn có thể lấy từ TV xuống, cắm vào đường quang ở phía trong này này, phía sau. Sau đó các bạn chuyển nhạc từ cái đầu nâng tiếng giải mã này này xuống vang số. Đấy, theo đường analog. Thì lúc đó các bạn chỉnh nhạc ở trên này, chỉnh bát, chỉnh chép.
Đấy, nó là nâng tiếng mà, và kiêm giải mã nữa, nó rất là nặng. Sau đó nhạc sẽ được đưa xuống vang, và lúc này các bạn chỉ chỉnh mỗi cái giọng hát của mình trên vang, và các bạn sẽ thấy là tất cả những cái sản phẩm mà DB Acoustic đem về thị trường Việt Nam chúng ta thì đều có những cái ưu đãi nhất định. Ví dụ các bạn thấy một chiếc nâng tiếng nhưng lại kiêm cả giải mã và giá chỉ 2.900.000 đồng thôi, nó rất nặng, nó nặng gấp đôi những chiếc vang số mà các bạn đang cầm trong gia đình. Các bạn thân mến, có nhiều sản phẩm lắm, nhưng mà tuy nhiên trong chương trình video clip hôm nay thì do dung lượng cũng khá dài và không để cho các bạn mất thời gian theo dõi, cho nên tôi sẽ dừng video clip này ở đây. Các bạn nhớ đón xem những bản test của tôi trên những cái dòng loa như thế này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.